Cái sao mẹ mẹ mày thời trang ăn mặc có vẻ đi trước xu thế phết nhỉ. Ông này ông thiếu một cái thảm. Ông xem mẹ nhà khách có thảm ông mua thêm cái thảm. Để ông đeo lên nữa đẹp. Thiếu đâu kiếm tiền đâu vậy mẹ. Với cả bộ này thì ông nên đội cái mũ len mà giống cái bao quy đầu ấy, đội cái đấy lên nữa thì trông đẹp. Em lấy mà anh ạ. Tôi không biết đâu nha. Kỷ niệm tôi bắn với đồ là top 1 không ấy nha. Không biết đâu. Ôi xem mẹ trước giờ bắn nhau đúng một trận top 1 luôn. Tại vì hai thằng bắn như thế là win đếp 100% rồi. Sao cho đến trận dẫn ra là bắn tiếp theo không thể được top 1 được. Thì phải để win đếp 100% đi. Mắc lắc rồi. Mi xin là nó tên cái channel nghe hơi trẻ con này. À ngày xưa lỡ mẹ đặt rồi thôi đéo đổi kệ. Tên vợ thôi. À ngày xưa lúc mà yêu nhau không ạ, mẹ mình phải làm tìm cách tìm giờ thấy hơi mình phải tìm mọi thủ đoạn để người ta nghĩ là mình yêu người ta vậy đái hiểu không? Mà đến lúc lấy nhau chiếm đoạt nhau xong rồi thì mình mới thấy là mẹ bây giờ đổi đi là chết. Đời nó thế đấy. Nó là mẹ một chuỗi những sai lầm liên tiếp không hiểu không? Ủa? Tin không nè, đồ với tôi sẽ giữ 100% win rate tối nay. Chơi một ván đó nha đồ, một ván đó nha. Một ván. Lấy win rate 100%. First aid chưa xong, đây. Oh my god. Ê cái animation nhảy nó khác rồi đúng không anh? Animation nhảy hả? Đó, như nó hơi nhảy hơi thoải mái lỏng lẻ hơn. Nó nhảy xuống bề hàng nó dạng nó rộng hơn em ạ. Ừ, đúng rồi, nó dạng lỏng lỏng hơn tí. Bao giờ nó update này toạc quần rách đũng các kiểu nữa cho nó giống thật. Đi sớm nha các ba. Con này bò sát sắp mặt. Anh đồ chết cho em mày khá. Ai bảo mày vừa xong rồi nhá. Vãi mẹ chưa gì mẹ rủa tao chết rồi, tao đang còn trẻ như này. Anh có khăn kịp móm cái giày. Ủa sao đứa nào đi xe riêng vậy? Mày lên mày bấm còi đi, hai xe bấm còi đâu. Bấm còi đâu ta? Ông ơi, xe máy không có còi ông ơi, xe máy không có còi. Không có còi quá. Chỉ có tiếp kiểm mà. Cả xe có còi thôi. Anh tin em đánh mày phết được không? Mà sao tiếp kiểm đi à? Mày mày. Tôi nghĩ cài còi là bị khói mới đổ đấy. Sao cho mút còi này? Cho nhạc của HKT là mày tin đâu. Ờ sao nó không có đèn anh. Nó cho còi nó không cho đèn à. Cần đèn bác. Cái này sao update giả này, cái này sao này nó update giả. Sắp tới có map tối mà, map đêm hay map tối thì map đêm có đèn bá, có chưa có. Update tiếp rồi. Bây giờ chỉ có map buồn ngủ á. Thì map buồn ngủ. Điều chơi ok, nút chậm thì đã đủ rồi. Phát nhiều resort phát này. Nhiều nó chơi, cho nó bằng người cả. Ôi virus ơi, anh em không bỏ nhau thì mẹ anh em không bỏ nhau. Mẹ đéo biết đéo biết đâu à. Tôi cất ông đi qua đây thì mẹ qua đây thì mẹ tôi cất ông đi ấy thì mẹ tôi đẩy ông vào. Chết mẹ mày. Đi mẹ. Đi mẹ ba. Điều đầu mẹ anh em thì chết. Mẹ anh em thì tôi đẩy ông vào cái cây này tôi cố nè tính toán hết rồi. Ông đẩy tôi mà tôi dính đít luôn đấy. Tôi dính đít ông vẫn sống là được rồi, muốn cái luật gì nữa đó. Tôi cứ cứu đi mẹ. Hai thằng một thằng yếu rồi. Chết đấy con thằng. Một thằng chắc đang hồi máu ấy, tôi bắn nó 4-3 viên đạn. Mày bò quá, mày bò lại đi mẹ mày. Phi phạm. Em đây này. Lửa chạy. Một thằng đúng không? Ừ. À còn 2 sao, mới chết 2 thôi. Ok. Má, một pha cú ghê gớm như vậy không muốn gì nữa. Còn một thôi. À đây, tôi thấy nó. Ngon, đơn giản. Đơn nhanh rồi này. Có xe đến, bấm coi kìa, thao coi. Ôi đi con mẹ, ơi. Coi bị ghê. Cứu được anh ơi, cứu đi. Để anh cứu đi. Cứu đi. Nó quay lại, nó chạy. Chạy thẳng rồi, chạy thẳng rồi. Ôi, bò.
lút lút nhanh đồ đi, mau mau mau. Ơi đi mẹ đi mẹ ơi, máu 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 máu. Ờ, vòng đầu đây, bao đầu đây, bao đầu đây, cứ ăn máu to lên đi. Mà virus ông công nhận, ông công nhận pha đỡ cứu cứu ghê không? Tôi nghĩ là tôi bò vào thì cũng đỡ an toàn hơn. Tôi dùng xe tôi đẩy ông vào gần cái cây tí chứ không? Tôi dùng... đẩy ông gần cái cây một tí. Tôi còn phun mình mà nó đẩy một phát. Nhưng mà... Đây, 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 đây. Bên kia ok hơn. Vãi cứt của bom nổ ngay trước mặt tôi, may tôi đã chết. Hết sáng rồi. Bây giờ hai đứa lên được thôi, bây giờ có hai đứa lên được thôi, phát ơi. Phát ơi, phát ơi, bên kia có một xe nữa kìa. Đằng sau có một cái xe kìa, ok phát, gặp nhau trong đó thì phải. Có đằng trước có xe. Để không biết. Dừng tay uống máu nha, dừng tay uống máu. Dừng tay uống máu không, dừng tay uống máu. Nó bắn mình chết nhỉ. Đây là an toàn, đó. Trông đéo an toàn rồi. Đéo an toàn cho lắm. Nghĩ lại nếu anh ta chưa lắm. Nghèo vãi cứt. Ôi động xe hỏng à. Mẹ gì có là ai kiếm lúc silent được kia không? Không. Có silent á. Có mà nó bắn là trực cái gì nè. Em bắn mà. Thôi tôi chắc phải đi dọc giữa rồi ba ông nhá. Ông ơi xe của tôi ông ơi. Đó ông ơi thanh kia là chờ tí. Xong đó chờ tí. Tôi ôm ấy nha. Đi mẹ thôi. Không được rồi. Ôi nhà ba. Bỏ đi. Đông. Tôi hết máu rồi ấy nha. Nó bắn tiếp mình nha. Ông ơi, tôi cần hồi máu. Tôi biết về hai ông nhưng mà tôi cần hồi máu. Thôi nó bắn tiếp kìa. Hẳn bo đã vào hẳn bo, tìm chỗ đất đi ông ơi. Hồi sau. Đây thì vào hẳn bo. Ok, fine. Tôi đang định nói đi về để bao nhiêu xe thì về bao nhiêu lần rồi. Quay là chơi đó. Quay là chơi cái quần về bắn đi tôi hồi máu. Chơi đéo rồi, chúng nó đang công nhà đấy. Công nhà mình công lại hết máu rồi. Đây tôi biết. Ô phát kìa gọng bắn nhà nó công nhà mà. Kìa nó. Ủa tôi đéo có ex. Bắn cho vui nha. Ôi mẹ sao nó lại bắn tôi hả? Chết mặt mày không ơi. Chết rồi. Ôi nó bắn tôi. Đôi kia. Chết rồi đang nhìn. Hai mười. Phát đâu rồi? Phát qua đó nè. Như một xe đến nữa. Của mình hay của nó đấy. Của nó. Bắn xe nổ ấy. Ôi trời ơi. Giết kia đi, đâu sau. Đang nằm đây, đang nằm đâu, bụng quen. Ok, xe dừng lại ơi. Cứu tôi. Ông bắn đi, cứu virus. Mà cover. Cứu đi. Số nhỏ vãi cực. Vãi lồn thật. Nó né ông, nó cua vào ông đồ chính mình, nó đến quan. Đi hết mé đạn, hết mé đạn. Nó cua lái ông đồ cùng chúng mình. Thôi bao vào kia. Lấy đạn đi mà, lấy đạn đổ xuống. Lấy đồ đi. Đấy, lấy đồ, sơ, đi, tính sau, đi. Nó lấy rồi, Asame lấy hết rồi. Đi, mẹ con hồ ham hố. Mẹ, mày kích gì đéo cô? 30 băng băng bít nè. Nó chỉ có 4 em là chỉ chuyên à. Ông đồ lái xe đến game ấy. Ờ từ thật phát đâu ấy. Kẻ đi. Em bảo đập đi. Kẻ đi. Đừng vào lát ca vào chung khu bé đâu mày. Khu bé này đừng vào lát ca. Phải lát mũ 1, mũ 2, mũ 3 đủ vội đấy. Mấy ba nhà mày vào mấy cái bé nữa. Uống đồ rừng quả, vai đá. Thôi, vô toilet. Ông lái à? Xe máy lái đi. Cho tôi xem. Để tôi cầm mũi đằng sau tôi bắn được. Ok, ok. Ông lái đi, xe máy lái đấy chứ lắm. Đâu về đi đâu đi đâu, ông chống mà không? Chỗ ông chống đúng không? Chống nhạc xanh kìa. Ôi phát chết mẹ rồi. Bọn nó bắn ra nhau ở đấy mà. Cái chỗ mà bọn anh lật xe á. Vãi cứt.
Đấy, lên đồi à, chạy xe lại lên đồi. Thôi đi xe này nhất mẹ mày á. Lên đồi nè. Đi xe này tôi sợ đéo được đến nhà đấy đâu. Ừ. Được rồi, quẩy đi. Là... Nè, tin tôi, tin. Nhanh đi qua, càng cao. Thảo phanh nha, đến nhà nó nhanh. Ô đi béo, tao tính toán đấy rồi, Rồi tính. Đi, nếu mà có rồi thì đã biển á, nếu mà có rồi. Ở trên đấy sao? Phải cứ. Tôi có UMP tôi bắn cho. Ơ nhưng mà kia có không. Một thằng yếu nhá. Vô nhà thì mới vô nhà. Đến nơi rồi. Kiểu gì nó cũng đến nơi rồi, không muốn gì nữa. Má kiểu gì cũng tới nơi. Mẹ có đóng cửa nó tới ngoài không? Mẹ xe đấy. Nó đến. Mở cửa ra, phang. Một phang. Yếu. Khách lớn, đi mẹ máy. Ok. Đó mà nó chạy vào một chóng mặt không ơi. Một. Đó, ơi, ơi. Lút đồ, giàu lắm. Ca kìa. Đạn bảy. Ôi, đạn bảy, ôi, nhặt được đúng 30 viên, nhặt được đúng 30 viên đây nè. À, hết đạn. Rồi, trong nhà, 30 viên. Rồi. Thôi cử vào, đây bảo gì đấy, ông nào ra lấy đồ nào. Đúng rồi. Sờ móc ra, lấy đi anh. Đâu? Đi phải. Phang nó. Xe sắp nổ. Bọn nào, còn đồ nào nữa. Trên đồi. Xe chết rồi, bọn trên đồi cơ. Bọn này còn đặt 7 không? Bên trái đồi, không còn. Bên trái còn, bây giờ trên đồi không còn, nhảy ra lấy đồ được không? Đây rồi, đó để tôi ra. Còn trên đồi 3 thằng, 3. Ôi, mày ơi, vô nha. Cái núi ở ngay trước mặt mình hướng N ấy, trên này có một team nhá. Tìm gì ba? Ê. Ai đi bà mày, ơi đi bà mày, ơi hai viên. Là ba hai viên. Bốn đích này, lấy bốn đích không? Có bốn đích rồi. Vừa đi bà mày nó xong rồi. Còn ba nha, này còn ba. Ok baby. Cua mày đó. Ok baby. Thì mẹ tôi chưa thấy cái game nào nó khổ như này thế. Phải cứt. Nó tôi bị hư rồi, chết đôi kìa, thấy rồi, chết đôi kìa. Ê, chết đôi có thằng chạy kìa, Nó nhìn bên ngoài á. Ồ, hướng nào? Ồ, hướng này hả? SD. Thấy là chó nào vậy? Tôi chẳng thấy nào. Tôi đứng ở sau ông nhìn, tôi chẳng biết nó bắn cái gì luôn á. Chết rồi. Có mỗi thằng hướng SE, nó xa lắm, nó bé như con vi trùng ấy. Thấy rồi. Vi trùng. Thế còn trên. Ôi, tôi thèm phải lút đồ quá, chứ lút được cái gì. Nó ra luôn á. Nó ra, nó bắn. Ôi, mày nó đục, ôi, đục, đi mẹ thôi. Nó đục. Bắn dọa, mấy kích. Ok. Dọa rồi. Bắn lốc đây nó cứu rồi. Đang ship chứ. Bả ra chú. Đâu? Đâu?
Ôi, ngoài bo bên phải mình đây. Ôi, nó xe vào đây đấy. Chỗ nó xe vào bo mà. Anh em tập trung ra viên đá anh em. Nào. Đá đi. Đấy, đừng ra hẳn đấy, trên núi nó bắn. Trên núi hướng N nào. Thì mình ra mình quay đầu của đằng này. Tới bên trái này, tới bên trái. Lục bên tôi chưa? Trường đâu không tham đâu mà. Ôi, mẹ nó bắn kìa. Mở sẵn cửa có gì để chạy vào. Ông đã đóng cửa. Ê, chết rồi. Chỗ mày á, hai đứa, chỗ mày nó bắn mình á. Xe chạy tới á. Thôi thì phải nó đục lại. Thôi vô nhà ba. Nó đục lại kìa. Đóng cửa. Ông tự đóng rồi. Chúng mày về mày mày. Bắn đi, tôi ngồi nhà bạn vệ sinh cái nhá. Ok. Hả? Ui ngon. Sao? Ui anh em thủ này top 1 này. Dạ, chờ tí mé, đang hứng mé. Đâu? Top 1 tiến đi. Bom mình rồi. Má cần đồ quá. Ê xe bè, còn băng vệ sinh không cho tôi mấy có, cái? Có. Đây luôn, 15 cái luôn. Mấy cái được rồi. Nhai đi, nhai đi. Phải đại lắm thế. Nhiều vậy thôi chứ bây giờ sao vậy? Ca của mình tùm lum ta la ta lưa. Rồi 5 giây nữa chạy đi các anh. Như con vịt đi. Trên đồ nó không chạy vô đâu, chờ tí. À hay. Đâu ơi, cho tôi bắn với. Ông ra đầu bên kia đi ông, đổ. Ra đầu bên kia đi các ba. Đây, là căng, nó căng, nó chạy vô, chờ tí, anh em căng chung nhau gì đâu. Xe mẹ nhìn vào trên đồi đi. Góc bên trên đồi nó có chạy vô đâu, nó trong bo rồi. Đấy, nó... Ui, cái gì? Nó chắc mẹ kìa, nó bên kia, bên đây, qua đồi. Bên mình đéo có ai nhỉ? Đéo có ai đúng. Ê. Rồi, đến gần là có vấn đề. Ôi ôi. Mẹ sợ ai cũng được bắn nhau, mình ngồi đây mình ngắm giúp mẹ cỏ. Đông. Hết rồi bà. Xe mẹ về chỗ lên. Thôi, cho nó chán lắm. Kia rồi bà. Thôi đi kia được. Về chỗ, quả nó chạy đôi xuống rồi. Quả nó chạy đôi xuống. Chạy nào. Thôi bây giờ này. Mở cửa ra luôn viền trước mặt đi. Không được, đồ được bắn trước mặt. Mày lớn tuổi nhất chạy trước em vào đấy. Thành đi. Đấy là. Đi. Hai đứa em đi sau. Mẹ. Đây rồi. Ok. Nhìn bên phải đằng sau. Nhìn ba đứa chết. Đằng sau biển có ai dồn vào không chứ? Thì nó cứ gì đấy, nó trong trạng thái chạy bo mà mình bắn nó dễ hơn. Đấy, đằng sau vẫn còn. Nhìn đằng sau đấy các ba, quay nhít. Nhìn cái đấy rồi. Đừng nói, trên đồ nó bắn sắp bắn đầu bây giờ. Đây. Ra lấy đồ được không? Đứng sát vào tường quay nhít lại. Không được. Đấy đồ kìa, đồ anh đồ trước mặt kìa. Đồ đấy. Chạy đi các bạn. Chạy. Ôi thì mà chạy kìa mẹ đó. Đi. Ờ cái gì ở đây má. Nè thì tôi chết chưa. Tôi chết chưa thè luôn. Nó qua thôi. Thần nó qua mà. Ôi chết rồi. Ôi đi mẹ biết ngay tôi chết trước. Kiểu gì tôi chết trước. Kiểu gì tao không chết chứ. Ông ơi cứu ông ơi. Ôi xong rồi, ông lên một squat bốn ra cái đau ấy. Ông đổ dễ thương ạ. Cứu đeo ông ơi. Đâu anh nằm đi rồi. Được chứ. Tôi tới một thằng bên này. Quẩy được. Đéo được. Ông bắn đi để coi không, tôi đang vòng. Thằng nào vừa bắn ông ấy. Bên trái, thằng bắn xe mẹ là bên phải. Cái đấy là hướng dưới đấy á. Nhờ gốc cây đấy. Đây, thấy. Nó vào trong khu nhà rồi. Thế nó phải chạy ra đây, dồn ra góc vào đất đi. 53. Bên này có 3 thằng này. 58 đi. Cho hai bắn kìa. Ui, chỗ này đẹp thế thằng ơi. Vãi cứt thật. Mẹ trời nóng thế này, đeo khăn mùi xoa vãi cứt. Uầy, mẹ cả trận này tôi mặc giáp 1 này, ông cho tôi mượn cái giáp 2 tôi mặc tính được. Giáp 2 là còn 20 rồi mà. À, thế thôi. Đồ hàng Trung Quốc mà. Giữ lấy mà dùng. Nằm yên đi ba, co ngứa quá. Cây là cây trước mặt luôn này. Để nằm yên đi. Bọn bắn con kia anh em ra luôn nha. Có vẻ như là 3 team 2 đấy. Ông nhìn bên phải đấy, tôi nhìn trước mặt đâu. Ông nhìn bên phải đấy. Ngó bên phải. Bên phải tôi cao quá, nó toàn bị mắc. Đó. Thử nha, xem chúng nó có dồn bo bên này không nè. Là con ngồi dưới đậu mày. Hỏi ba. Chỗ đéo nằm được. Ôi. Được đây, góc ngoài đẹp rồi. Ok. Trên phải nha. Lên, từ từ. Bây giờ mới lên này. Mình trong bo mà.
từ tôi muốn bắn. Nó bắn một thằng nước bao à, từ chết luôn rồi, từ từ. Nó có thể nó còn 3 thằng, có hiểu không? Cũng đúng. Tôi nhìn thấy một thằng, tôi nhìn thấy không? Không, một này thằng bắn xe mê là thằng đi lẻ. Ồ, nó đi lẻ, thằng đi lẻ chết rồi. Hai đồ hai, tôi bị đứng, bị đi. Tôi bảo bây giờ như này, bởi vì tiếng của tôi bị noi rồi, cho nên là tách ra nhá. Ok, tôi sang trái không sang phải nhá. Nhưng mà từ từ đã, để xem vòng đẩy đâu đã. Đi mẹ này bên kia. Vòng đẩy phải rồi. Ôi, thằng chết lẻ. Thằng chết lẻ đứng đây, chứng tỏ là bên này là có ai rồi. Úi rồi, úi thịt mẹ, úi rồi. Đỏ gì ba, đâu rồi. Trên đồi, hướng SE của độ. Hướng SE. Hai là, tôi một thằng. Bay mũ rồi. Ok. Một thằng yếu nhá, một thằng yếu đấy. Ơ 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